thỏa thú đây. Chào tất cả anh em nhé. Chào anh em. Chào anh em. Anh em đang xem qua live stream. Đây là thỏa thú đây. Hôm nay là chuyển du lịch ngày thứ 3 của công ty cổ phần thỏa thú Lai Châu. Thì điểm tham quan thứ 3 hôm nay là chúng ta đang diễn ra là Vịnh Hạ Long. Hello. Xin chào. Xin chào năm anh em. Đây là Hà Thống. Thằng Lý Du Thuyền. Nông trường cao su được bụi. Đây là Tiến Hợp. Viện bán kiểm soát. Kiến trường nhân dân. Và kiếm cái rượu nhân dân. Uống thì hãy đổ, nhưng mà đổ vào miệng. Đẹp rồi. Chú chào năm trăm anh em này. Ở đây chào 500 anh em chú. Chào 500. Chào bà con. Ở đây là Quảng Lôi. Mới tiến vào lên đến gọi là Quảng Lôi. Chào mọi người nhá. Chào 500 anh em của Thỏ Thú nhá. Quảng Lôi là đang dẫn đầu đoàn của Phong Thủ. Hồi đêm nay chiến là nắng phủ rồi. Ấm rồi. Đi chuyến nha, anh nhường với cả bồ đi cho những người trước mắt. Này, Diệp mang bản nó mua cho nó với áo. Tàu thuyền quá trời. Vịnh Hạ Long. Chào mọi người. Đấy, đấy là một dàn mỹ nữ. Đấy, bồ của hợp đây. Đấy là bồ của chú Hợp. À, bạn lại đây ngồi đây. Chào mọi người. Hôm nay, lại đây ngồi đây để như anh ngồi đấy đây. Cháu ngồi bên đây đây. À, đây là ở Phương Hải ơi. Vâng ha, là ngồi ở chì bên đây đây. Yeah. Ôi, kết thúc live stream rồi.